Dĩ trời, trong kiếm mới là... Đúng rồi, đúng rồi. Lâm chào cả nhà, chào cả nhà quay lại kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Cả nhà ơi, hiện giờ là Phúc đang ở nhà của Phúc. Thì anh em mình sao? Ở được chưa? Hiện giờ đâu đó khoảng chừng hơn 7 giờ, đâu đó khoảng 8 giờ, chẳng mấy mấy 8 giờ. Thì Lộc với Phúc đến đây lúc trời vừa sụp tối. Nói chung cũng mới, nhưng mà ở ngoài mới vô đây. Thì cả nhà, những ngày trước là anh em mình đến á, gần gần đấy nhất á, là thấy cái người nữ, nhưng mà không phải là cái người nữ lúc trước, em nhớ không? Một cái người nữ khác, một cái vòng cũng phải là cái vòng của cô gái hồi lúc, cái vòng của cô gái mà khi mà về anh em mình xem camera thì nó rõ là hình như là cô gái mà một cái vòng màu trắng đó cả nhà, thấy nó trắng cái gì vậy? Là cái cô gái này thì như là anh em mới gặp mới đây, xuất hiện đây cũng khoảng mấy lần rồi. Ừ. Là có khi nào cô gái này mới vào không ạ? Là khi mà không biết. Ở không biết được. Tại cái những lần trước anh em mình quay có thấy khi mà anh em mình đứng từ trong cửa này quay ra phía ngoài thì có thấy cái người nữ này đứng ở phía ngoài. Lúc mà em bị bắt, em bị bắt đi. Đúng rồi. Rồi sau đó nhiều lần cũng thấy. Nhưng mà dường như là trời tóc hiện giờ là anh em mình nghe vô trong nhà luôn rồi. Hôm nay này quyết định là gửi luôn xem thử khi mà vô có cái gì không. Như cái nhà thấy mấy cái tiếng động xung quanh thì Lộc đây xin Lộc cũng xin nói về cái vấn đề ở video gần đây video cái gì cái vụ ông lão ở trên ông lão cái vụ đồ đó thì anh em mình có nói trước tại vì là ngay trước cái khi ấy là đọc cái ấy rồi cái vụ mà tại khi mà anh em mình làm rồi á thì cái chị này có lên có chị nói là không có hài lòng về vấn đề anh em làm chị ba chị nói chị khi mà anh em mình có nói trên clip á là không mua cái ngôi nhà được thì chị ba này có nói là chị thấy thất vọng với hai em ở cái phần là chị có dặn là mua cái ngôi nhà và gà thì Phúc với anh Lộc có nói hôm bữa là cái ngôi nhà thật sự á anh em mình không được tại vì Phúc có nói lúc đó Phúc có nói trước chị đó là chị ba được tại vì bình thường nhà người ta có bán thì có rồi đó có. Nhưng mà khi mà Phúc cái hôm bữa đi quay với anh Lộc hai anh em lại thì no coi này kia rồi cái nhà đó chở không được cả nhà không được nhưng mà đem lên tới trên nó mình nghỉ bên chành hết trơn rồi cúng kiến sao được thì nếu chị ba nó nói chung là không biết vậy thì chắc lần sau Phúc Danh Lộc đến sẽ mua ngôi nhà đem lên đúng rồi tại vì cái tiền chị đó gửi mua á thì nếu mà Phúc không mua thì cái số tiền nó còn lại rồi nói chung là thôi vậy để hai anh em mình sẽ mua cái ngôi nhà đem lên đốt đúng như cái như chị ba nói thì đó nói chung thì cái đó thật sự thì anh em Lộc thì nó lúc đầu thì Lộc không biết rồi sau đó thì em tại vì chị ba nói với em rồi em sao mới nói anh là cái chị đó nói với thì thật sự mà, nói gì đó thật sự mà nói cái vấn đề đó thì rất là khó khăn bởi Lộc không có dám nhận ít dám nhận lắm tại vì nhiều khi mình làm không có được như ý đúng rồi sẽ buồn phiền tại vì mỗi cái nó đều khác nhau chứ không ai giống với ai được rồi là như Lộc với Phúc thì có cái cách làm riêng rồi một số anh chị yêu thương người giúp đỡ nhưng mà mình lại làm nó không có đúng như là, yêu cầu không, cái chị ba nó có dặn là khi mà đem đến cúng thì Phúc làm y an vậy luôn á nhưng mà có về cái vấn đề ngôi nhà thì chắc từ sau anh em mình đến thì nói chung là cố gắng rồi đem đốt với cái lời như chị đó cho không có ai buồn phiền với ai nữa thì đó mình làm đúng cái buôn phận thôi và chị ba ví dụ như chị có xem clip thì chị cũng thông cảm cho tụi em đi sao tụi em đến sẽ mua cái ngôi nhà mà em đã nói như đẹp để coi được trước hai anh em mình coi đó sẽ mua đem chảnh rồi đốt luôn em đó cho chị ba luôn
Thì bây giờ nói chung thì giờ Lộc với Phúc á, quay lại cái câu chuyện ngày hôm nay. Thì hôm nay anh em mình đến đây á, thì nói chung thì ngày nào cũng vậy. Thì thường là buổi chiều á, là ông bác ba ông lên đốt nhang. Nhưng hình như là những ngày này là ông bác ba là buổi chiều không có lên. Ông lên thường thường sớm hơn, tại vì buổi chiều ông không dám lên nữa. Đúng rồi, khoảng trời chuẩn bị sập tối. Và đốt lại này đốt sớm lắm. Khoảng 2-3 giờ rồi, chứ không dám đi tối nữa cả nhà. Đúng rồi cả nhà. Mà cái đó mình không biết, không sợ như thế nào, cái đó mình cũng không biết làm sao. Nhưng mà sớm lắm, đốt 2-3 giờ là đốt. Thôi bây giờ để anh em mình quay camera lại. Okay. Và đi vào trong, vô mấy cái phòng nha cả nhà. Nha cả nhà. Anh bật máy quay đi. Thoải mái quay đi, anh bởi màn hình, anh lấy máy cũ anh quay nè. Nghe tiếng động luôn, bên đó đúng không? Cái gì? Có quẹt cũ ở đó phải không? Có. Những cái tiếng động cũng như những cái ý. Em ủa cái máy đi xài được không anh? Được nhưng mà không có thấy được. Ừ. Cả nhà bên phòng thứ hai ở ngoài vào thì có anh em mình cố định thử quay gõ không cần đi lại. Ừ. Mà không đi lại cũng không được. Họ bây giờ nhưng mà cái việc mà đi lại thì anh em mình để xác nhận ở đó có gì không thôi. Nếu mà không đi lại thì cô chú anh chị nói là anh em mình tại sao không đi lại đó cũng khổ, mà đi lại cũng có chuyện. Những cái lời chị nói anh em mình sẽ làm thử luôn tất cả. Hôm nay khi mà Phúc chính lập công lại thì cái băng anh em mình đến thì cũng không thấy, mà không đến thì nghe anh em mình đứng chỗ một thì nó cũng có điểm một cái điều mà cũng làm cho cả nhà không tin tưởng. Dạ. Ủa gì trên đây đây? Chén gì? Ủa gì? Mới đây con cà đợt trước đến đâu gặp đâu. Theo anh mới đây à mà. Em nhìn nó ra cái gì không? Anh nghĩ anh biết cái gì đó. Cái gì? Viên chè cũ. Mà ai để vô trên đó chè? Này cả nhà, theo cả nhà nghĩ có giống mình không? Tại sao vậy? Chè mà cái dạng để lâu á. Mới đây nè. Chè xuống nước á. Có nào ai cúng? Mà ai cúng đây là cái gì? Ai cúng thì để đâu trên đầu tủ. Không cần không để trên cái dụng chè cúng thì gom lại chứ. Ừ. Mà lại cũng không để trên đầu tủ nữa. Mà là chứ đến đâu gặp. Không không có, không có. Mới đây thôi. Anh em mà tại sao lại đến đây phải quay vòng vòng mọi thứ, tại vì em đang cầm máy và mở cửa đi. Em coi mấy video mà không quay hả? Không.
Có gì không em? Quá. Em. Có đá gì? Trời. À, cứ ngắt luôn cả nhà. Đi chơi. Trời ơi, sao cái mít lọt đây? Ai kỳ tử. Kỳ trời. Đây nha. Mình vừa sửa cái máy. Đâu rồi? Ôi. Ôi. Mình vừa sửa cái máy cả nhà tính. Tại khi cái cửa đóng lại nó rất cứng. Cả nhà. Em ơi. Cửa đóng lại nó rất cứng. Cái nhà. Em. Rồi. Ơi. Rồi. Đâu ra hả? Ôi. Đâu vậy? Ôi. Ôi. Đâu rồi? Em đâu rồi? Sao nó vô không thấy em? Quái. Đây nhờ. Lọc vô lúc nãy là không thấy Phúc. Nhưng mà mình không biết Phúc từ đâu ra, không hiểu nổi. Sao vậy? Ổn không? Phúc. Thế chào. Em thấy cái gì? Em chụp áo trống hay em thấy gì? Em sao? Đâu rồi? Cái nhà.
như trời. Ấy. Đâu rồi, em mới đâu bóng đâu rồi. Chui ra đường này hả ta? Em quái gì? Có gì trên đó không? Ừ, dớt chứ luôn á. Ui. Ai gọi trời. Ê, anh nghe thổi cái. Thì cả nhà Lộc mới có nghe được một thổi điện thoại của một bạn, thì bạn này đòi đi theo, thì Lộc ok Lộc cho địa chỉ để đi theo cho đi theo anh em mình. Không không phải ở nói chung mà không biết, nhưng mà để khi nào mà có dịp xuống thì Lộc dắt đi theo, nhưng mà trước khi đi thì thầy Lộc sẽ có một số yêu cầu bắt buộc phải đưa ra những người đó, nếu mà được thì mới cho đi. Cái lô phong này từ phía trên này rớt xuống nè, và con gấu từ trên này cũng rơi xuống luôn. Mình không biết là anh không biết là cái ý là có nghĩa là con gấu này anh không biết là từ phía trên này xuống hay là như thế nào đó. Nè cả nhà thấy không? Nó giống như nó chui ra từ cái lò phong nè cả nhà thấy không? Mà mình không biết là như nào. Em có nhớ một lần anh em mà đến đây mà thấy nó trên nóc không? Ló đầu trên nóc. Phòng thứ hai. Phòng thứ hai. Ừ đúng rồi. Phòng rửa này không có nè. Em sao hôm nay cái tường này nó quằn quện giữ dấu chân chúng ta dưới ta? Cái gì trời? Có gì không? Ủa? Cái gì? Cái chén chè. Nãy đọc bên góc này. Đúng rồi. Cái gì? Di chuyển qua góc này. Sao? Cái chén chè từ bên đây mà di chuyển qua bên đây. Có gì không? Ở đâu? Mình có đây. Phòng lệch.
cạnh vậy cả nhà, nghe không? Cái phòng thứ hai á, hay là trên nóc? Nghe tiếng ình ình đó cả nhà, nhưng mà nó dội vang hết nguyên cái nhà. Vãi. Quái. Anh không để ý đâu, tự nhiên em gửi ra hết hồn. Em gửi ra đâu có thấy gì đâu. Mình đang coi vòng vòng có gì đó thay đổi hay không, rồi tự nhiên. Ơi. Quái cái máy em lúc nào cũng. Gì trời. Má. Má em sao cái chân lúc nào cũng chịu bể ra sẵn hết trơn, kiểu này sao để đây. Kìa. Sao mà anh? Không sao. Gì hoài, có sao anh? Hả? Vậy? Cái gì vậy ta? Không sao đâu. Chân như gì anh ơi? Chân này cái này. Mau mốt em cứ bẻ cái chân sẵn rồi mà anh đây. Có chuyện gì anh cầm máy nó mới được. Em đây nè, uống gấu bự rồi. Để vậy coi có điều gì xảy ra hay không cả nhà. Đau quá. Dao mà. Không, chắc. Anh em mà không lợi cứ vậy đó cả nhà. Sao em? Anh đứng lại, anh ở lại cũng không được, mà anh ở nhà cũng không được. Sao vậy? Cái máy này nó lấy nét một cái gì đó mà mình không biết. Thì
thường thường má lấy ấy, mà lấy nét cái giống như cho nhà em mới thấy nè, nó mất rồi, mất rồi, lấy nét mũi người khác không phải cái chỗ cô gái đâu, gì chậm lần cái nữa đây. Có gì mẹ? Em sao hôm nay ở đây dữ vậy? Cái gì anh? Nè đây. Nó mà dữ vậy ta? Cả nhà nát cái chân, rất là nhiều dấu tay chân lên tường. Mà thường những cái dấu này thì chân mình không biết được, không biết sao giải thích được luôn cả nhà. Mà nó có cái dấu này dấu tay dấu chân luôn nè. Quá trời luôn. Đây gót chân là đi từ trên đi xuống. Nhưng mà đây hôm trước thì Lộc có nói về vụ này rồi. Có nghĩa là những cái dấu chân này đi từ bên đây đi qua nè. Đi theo cái dấu này đi qua đó rồi đi lên rồi đi xuống. Giống như một người nào đó đang đi theo cái tường á cả nhà. Đi ở trên tường hay đi trên tường? Đi. Quái. Dữ gì? Cả nhà. Gì em? Em ơi. Gì? Quái gì? Cái gì mà âm âm dưới thẳng đi sao? Nó tiêu cái đường này. Tiêu cái đường sao nghe tiếng đường? Nó tiêu rồi. Cái đường nó tiêu rồi. Tắt đèn luôn, tắt đèn luôn. Anh đây nha. Có một lần là anh em thấy cái người nghe người gái này á, phía ở đây nè, em nhớ không? Em nhớ ngay cái chỗ cái vách cửa đó phía trên không? Giống như lơ lửng trên không, anh em gần đến chạm thì mắc. Chắc nằm ngay đây ta.
Ờ, đó, đây nè cả nhà. Mà sao nó lấy ta? Ngay cái chỗ đó luôn á em. Phải máu không ta? Thấy không? Tiếng im lặng. Nghe tiếng thở gấp gấp mà nghe không rõ. Chắc trong máy rồi chắc không ghi được đâu. Âm thanh nó rất là nhỏ. Nãy giờ nhưng mà chưa vô phòng mẹ em. Đang cầm cho mở cửa đi. Có gì mà nè, mày lúc trước ở đây thường thường thì cái phòng này nè, đúng không? Thường thường là mình thấy những cái gì âm thanh nó phát ra phòng này nhiều hơn. Cái gì? Cửa tiếng nhít. Giống như có luồng gió gì đó, nó làm cho cái cửa nó di chuyển. Rồi cái miếng lập phòng của em rồi sao gắn lên lại. Có thang, có bọn gì đâu sao mà nói. Anh có không hiểu nổi luôn. Chỉ có là khi mà hai con gấu này nè, con gấu nó rơi từ trên xuống thôi. Anh có đường nào nãy anh chưa, anh tính coi kỹ, anh chưa kịp coi nữa là em kêu anh á. Có gì trong này không? Không có gì hết. Ủa mấy cái này nằm ở trên rồi ta. Đúng không em? Ủa? Em thấy giống như là được. Nó giống như là có người sử dụng gì đó. Giống như có ai đem xài này, con này xuống, đó. Lên xuống lộn xộn. Ủa? Ngay cái phòng này nè. Hôm nay giống như mọi thứ đều xảy ra được ngay cái phòng này luôn cả nhà. Kỳ cái công tắc nó bình thường mà kỳ ra. Quá vậy? Cả nhà. Ủa? Có gì không? Có gì nè. Nghe gì đâu không? Nè im nè. Đây
có một số bạn nói anh em mình tại sao là lúc á máy cũ á thì than là này nọ, mà lúc mới mới rồi sang than mắc nét thì mỗi máy nó khác nhau. Thì lúc nó lúc ngay lúc đó nó mắc nét thì mình nói mắc nét biết sao vậy? Anh em cũng đâu than đâu, tại nó lấy nét tự động mà. Thật sự đó giờ ở cái máy điện thoại, ví dụ Phúc với Lộc nói đây cái điện thoại nó quay không được ở chỗ đó, nó mờ, Phúc nói với Lộc nó vậy. Thì giờ cái máy quay, có máy quay mới thì cái chỗ đó mắc nét thì anh em phải nói mắc nét chứ sao giờ. Nhưng mà khi mà tại vì mắc nét là cái máy tính nó dẫn mắc nét luôn lên. Đúng rồi, không có đường nào chỉnh được. Không chỉnh được. Thì sao là như vậy? Tại thường thường anh em quay ban đêm đó, nó ánh sáng thôi. Nó khi lúc sáng lúc tối cho nên cái vụ nét nó rất là khó lấy. Nhưng nó dẫn hơn thì thổi rất là nhiều lần. Lên nhà trên cái gì? Có gì đâu mà. Hai gấu này nằm chồng với nhau kìa. Anh em cần đặt lại cái ra ở đây không? Gì? Anh em đặt cái ra trong phòng này luôn kìa. Được không? Em vô. Ok. Anh đặt đi ngoài đặt vô đúng không? Anh em đi ra ngoài. Đi ra ngoài đặt vô trong này. Ok, vậy ha. Bật căng đèn không? Đèn đèn xíu nè. Anh tắt đi, anh xài máy quay đi được không? Em hạ hết cút luôn. Cũng còn xe. Tắt đèn anh thử. Nhìn mà. Cái đèn của em là cái đèn điện, cái đèn thường nhé. Sao vậy? Có gì không mày? Đặt máy đây, anh tắt đèn anh nha. Anh tắt đèn rồi. Em thử coi. Thôi sáng trước đi. Được nè. Ok. Anh em mình coi thử đi. Rồi luôn đi. Ngồi luôn hả? Không có thử, khi gì sẽ ra không tắt nha. Em à, hey, hey. Ok, 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 ok. Bên tủ đi qua. Đúng rồi. Cái gì? Ủa? Quái trời. Trời. Ủa? Không chỉnh cái gương kìa. Gương máy em không thấy hả? Vào đi sửa đi.
nhà. Em xích cái máy này nè. Thấy không? Chính cái gương nhà. Ủa, anh bấm vô cái nút chia phần. Thôi, tao đu vô ngoài. Chính cái gương cái nhà. Đúng không? Trong cái gương đúng không? Trong cái gương đó. Ừ. Em thích đi ngang là cái gấu rồi, nhỏ xuống. Hoài. Hoài. Mình anh không thấy được. Em thấy nhưng mà anh không thấy. Chị đây nè, chị đây nè. Nó xuất hiện trong cái gương lên anh ơi. Cái máy em nó thấy nè. Máy anh hiểu lúc nào cũng tại nhà. Anh chết lại đây nè. Thấy mà thấy nó không được. Trong gương á. Trong gương cái tủ á cả nhà. Nên mà để chỗ là ngay giữa luôn coi cái gì. Có xuất hiện ngay giữa không? Kìa em thấy không mày? À, thầy. Hai. Hả? Cả nhà. Hoài thật. Hoài. Đi ngược lại rồi. Cái gì? Ừ. Rồi. Hoài. Trong đây đi ra nè, xuất hiện từ phía trong này nè. Nhất này đi qua. Hồi nãy là cái lúc lần trước á, là em đã gặp trên gương rồi. Đúng rồi, anh đã thấy, anh thấy. Có khi nào từ trong cái gương này á. Có hai, cái gì trời. Có hai nơi mà anh nghi á, ở trong nhà em á. Một là cái gương cái tủ này. Thứ hai nữa là cái gương. Đâu vậy? Ủa? Rồi. Có gì không em? Cả nhà anh em mình sẽ quyết định á, anh sao tính đặt lại phải không? Nhưng mà vậy nè, em có cái viết mực đỏ hoặc cái viết mực màu nọ ở đây không? Tính vẽ cái chữ ấy vô cái với cái kiến, ừ. Cái một là kiến đây, hai là kiến kia, làm cho nó họ không có vào được. Em biết dễ dạng không? Dễ dễ dạng vô, nhưng phải có cái viết mực đỏ. Hôm nay anh em thấy vợ từ trong kiến á. Cái kiến bên đây nữa nè cả nhà. Lập cũng nghi vậy. Cái kiến bên đây vậy. Đâu em cầm. Sao mà giống như cái đợt ở trong cái ngôi nhà của gái ông đầu cũng kiến á. Ừ. Em nhớ có đợt trong kiến đứng thấy rõ ràng không? Thấy. Trong cô gái ông đầu á. Nhưng mà ở đây mình không có. Không thấy vậy. Mà hồi nãy là thấy. Đúng rồi. Thấy nãy trong kiến rồi. Ê khôi, khi nào mình đặt máy dưới này mình gọi lên cho thấy không? Rồi để thử đi thử đi. Giờ kéo máy ra rồi thử đi rồi. Rồi sao? Nè đặt cái máy rồi vậy nè. Đặt thẳng vô luôn. Được không? Em thấy khả năng nó thành công không? Dạ, thử luôn rồi. Cái này để anh đứng coi thử với em thấy không em.
Tao kệ cho đặt thí thử coi. Đúng không? Thử, anh em cứ thử coi có thành công. À bớt đèn lại. Bớt. Em cái đèn không chỉnh nhỏ được phải không? Nên tắt cái đèn này nghe. Ok. Như cái nha. Thấy sao? Em, thấy không? Thấy rồi. Thấy rồi. Nồi ta. Gì trời. Trong kiếm đó là. Đúng rồi, đúng rồi. Khói gì? Cái nhà xem đi cái nhà. Ngọc. Ngồi. Khói. Khói gì? Cái nhà. Em. Thấy không? Thấy rồi. Trời ơi. Thấy rồi. Nồi ta. Gì trời. Trong kiếm đó là. Đúng rồi. Khói gì? Cái nhà xem đi cái nhà. Ngồi. Ngồi. Khói. Khói gì? Mà làm sao mà có. Cái đó nó có. Mình đứng. Cả nhà thấy không? Lòng đứng đây cả nhà không dễ thấy được. Đúng không? Anh nhảy lên vậy có thấy không? Nhảy lên mới thấy không? Vậy là đâu trên này hả ta? Anh em nhìn ngoài không thấy? Giống như bay trên không vậy cả nhà. Đúng không em? Chứ nếu anh em mà đặt ngang vậy á thì mình sẽ thấy ngang. Tại vì á, đối với cái bóng á thì anh em đứng ngang có thể thấy nè. Ừ. Cái máy nó thấp á là nó phải gì nè, ở trên cao. Đúng rồi, xéo trên hả? Trên cao gì nè, cao mới thấy. Vậy là trong cái gương á. Đúng rồi, trong gương. Trong gương á nữa. Hai cái gương này cũng bệnh. Ủa? Có dòng chữ đỏ gì trong cái gương này nè. Anh không biết nữa, không có đi đó giờ không đi. Cứng rồi, sao nó cứng luôn ta. Có dòng chữ đỏ này. Ừ. Đi, đi qua phòng bệnh này. Có gì không em? Hai góc này. Chờ anh tính đặt ở bên đó. Ok. Ngay đây luôn phải không? Chỗ cổ luôn. Em đi đặt chỗ cái gương. Cái gương. Ờ, xích đây nè. Quay gọng coi. Nè, đây nè. Đó. Đây có cái gương đây có mà sao nhỉ? Ok, ok. Để hạ bớt đèn nha. Ok. Để em tắt đèn nha. Rồi ok. Em hạ bớt đèn em luôn đi. Tối quá luôn rồi đó. Ok chưa? Ok, vậy được. Không được. Bỏ đi luôn rồi anh em đi ra sao? Đi. Ok. Đi. Có điện thoại mình gọi về, đèn đi coi. Có là cái mít thì mời. Mà đi qua ngoài luôn thì ở đây không nghe được.
Cái gì đây thì giờ em bắt cái đèn ca sáng lên chứ. Gì vậy? Không biết là trong camera nó có gặp được gì không biết. Cả nhà này, anh em mình chung là thử đặt cái camera vào kiến này. Bọn mới có quay được cái gì không á? Tôi phải là quên cầm kiến nhít theo. Nói chung là Phúc Vinh là cũng mong là có thể là khi mà đi ra rồi camera. Nếu mình xác định được cái trong kiến là anh em mình dễ xử lý hơn. Đúng rồi. Đúng rồi. Từ trước giờ anh em mình cũng quên ví dụ những cái rương đây còn cái rương nữa nè. Đúng rồi. Rương mà nhỏ á. Đúng rồi. Thì cả nhà ơi, giờ anh em mình chúng xin có thể tạm tạm dừng video ở đây anh em, để đợt sau lại anh em mình sẽ đem một số thứ để thử ấy bùa lên kiến thử có điều xảy ra hay không. Thì cả nhà, ba cả nhà.